là Lương Vũ, Vũ đoàn Nhạc Tầm và giáo sư Lê Trung Kha. Một lần nữa, giáo sư xin lỗi và xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên để chúng ta thỉnh tổ hùng vương về chứng giám cho con cháu. Và trong phần này thì chúng ta cũng sẽ có chiên trống để tỏ lòng trang nghiêm. Xin kính mời khán giả an tọa và mời các bô lão về chỗ an tọa.